Thật kỳ lạ, một khối Rubik tôi mới nhặt ngoài đường. Trông nó hơi đặc biệt. Kể từ khi nó đến, đã xảy ra một số việc kỳ lạ. Chuyện gì xảy ra thế? Thằng ôn nào phá nhà ta đây? Kể từ khi tôi nhận nó về, tần suất người ngoài hành tinh tìm kiếm tôi tăng lên rất nhiều, quấy rầy việc nghỉ ngơi của tôi. Chắc khối Rubik này có vấn đề gì đó. Ta hỏi này, có gì đó ngươi đang giấu ta phải không? Không có. Tôi chỉ là một khối Rubik nhỏ vô hại. Vô hại con khỉ, phá hoại thì có. Nếu còn giấu giếm, thì người ngoài hành tinh sẽ đến bắt người đi đấy. Tôi thực sự không nói dối mà. À, nếu còn không nói sự thật, ông đầy ấn quả bom vào mồm ngươi. Vẫn muốn giả chết sao? Ông đầy sẽ lại ghép lại ngươi. Nói hay không nói nào? Tôi nói. Trên thực tế, thân phận tôi có chút đặc biệt. Cũng là vì thân phận của tôi, danh tính của tôi là vũ khí duy nhất còn lại đang nằm trong trái tim tôi. Đó là một hố đen. Hố đen gì cơ? Lỗ tai hay lỗ mũi? Không phải. Chỉ là hố đen thôi. Nói nhiều làm gì, thể hiện năng lực của nó đi. Được rồi, để tôi thử. Này anh em, nó biến mất rồi. Tôi không biết cái lỗ mà nó nói đến là gì. Hãy thử một lần xem, chả có gì đặc biệt. Đây không phải chỉ là một lỗ đen bình thường sao? Tôi nghĩ nó phải tuyệt vời lắm cơ, chẳng lẽ còn có chức năng khác? Ô, tôi hiểu rồi. Tôi có thể kiểm soát việc tạo ra các lỗ đen, khá ổn. Không cần phải lo lắng về việc lỗ đen sẽ giãn nở vô hạn. Nhìn kìa, lỗ đen của tôi chuyển sang màu trắng rồi. Có tính năng nào mới không nhỉ? Đợi một chút, lỗ trắng này có thể đẩy vật thể ra xa, trái ngược với lỗ đen. Không tệ, hãy xem liệu có chức năng nào khác không? Không phải chứ, nhiều thế này, thừa 7 sắc cầu vồng luôn rồi. Thật sống động. Anh em ơi, có vẻ như đây là một bảo bối. Mấy cái cục nhiều màu này, mỗi cái có một năng lực. Ví dụ, lỗ đen này có thể được sử dụng để phá hủy một ngôi nhà. Đợi một thời gian, là căn nhà biến mất tiêu. Ngay cả cái nhịt cũng không còn. Và tôi còn kiểm soát được lỗ đen nữa. Hoa hoan, ngoài ra, lỗ xanh và lỗ đỏ này còn có các chức năng khác. Lỗ xanh có thể nâng mọi thứ lên cao, cho dù vật nặng đến đâu. Chỉ cần bạn sử dụng lỗ xanh, mọi thứ đều bay lên. Lỗ đỏ có thể cung cấp lực hấp dẫn. Bạn thấy đấy, lực hấp dẫn này hoàn toàn có thể đè chết người. Này, nếu như thế, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hợp nhất cả hai lại với nhau? Sự hợp nhất của lỗ xanh và lỗ đỏ sẽ tạo thành một lỗ tím. Lực do hố tím tạo ra có lúc nâng lên, có lúc hạ xuống. Đã là như thế, vậy thì tôi sẽ mở một công viên giải trí, là một cái máy nhạy, cho mọi người chơi vui. Ôi! Ha 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 ha. Ngoài ra cái lỗ màu vàng này còn đặc biệt hơn nữa. Lực cái lỗ cung cấp theo hướng chuyển động của tôi. Tôi tiến về trước, nó sẽ đẩy tôi về trước nhanh hơn. Tôi nhảy lên, nó sẽ đẩy tôi lên cao. Tôi nhảy về phía trước, chẳng phải sẽ bay được sao? Không, dừng lại, dừng lại. Không tốt, người ngoài hành tinh đang xâm lấn. Họ đã gửi một đội quân robot đến. Những người xấu đã bao vây tôi rồi. Đừng sợ, hãy sử dụng các lỗ khác nhau vừa rồi. Hãy ném một cái hố xanh dưới chân. Khi đang lơ lửng trên không, thả tiếp một lỗ màu vàng để tăng tốc độ di chuyển. Chẳng phải việc phá vòng vây sẽ rất dễ dàng sao? Thế nào? Thấy ông đây thông minh chưa? Khởi động một lỗ xanh trước, bọn robot lơ lửng trong không trung. Sau đó chuyển sang lỗ đỏ, trọng lực trốn tất cả bọn robot quay lại dưới đất. Này, xem làm sao các người bắt ta. Với vũ khí này, tôi là vô địch. Tôi sẽ ném ra thêm vài lỗ đen nữa, dọn dẹp chiến trường. Tôi phải nói rằng công nghệ ngoài hành tinh này rất bá đạo. Được rồi, tôi đi ăn cơm đây. Chào các bạn, nhớ like để ủng hộ tôi nhé.